Hello, xin chào các anh em game thủ. Chào tất cả mọi người đang xem cái clip này. Mình là hoàng đế nấm mèo trong huyền thoại vĩ đại đây. Và mình đã quay trở lại với tư cách là một thầy giáo, một giáo sư và một tiến sĩ của học viện game thủ nấm mèo trong huyền thoại vĩ đại. Yeah, hãy nhiệt liệt cho mình một tràng vỗ tay nào. Và ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người một thuật ngữ chắc chắn là sẽ có rất nhiều người không biết tới cái dòng game RPG là gì, cái dòng game RPG á mọi người. Đây, để mình viết cái chữ này lên bảng á. Hôm nay mình đã trang bị được một cái bảng to hơn để mà giảng bài cho nó sướng, chứ cái bảng bữa trước nhỏ quá, viết không có sướng, không có phê. Đây nhá, đây là cái bút bút phốt mình mới mua đây, yên tâm viết cả đời cũng không hết mực đâu. Rồi đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu RPG nghĩa là gì. Đây, cái chữ này đây, chữ R P G. Đây anh em thấy chưa? Fuck you. Không sao không sao, chúng ta sẽ tiếp tục giảng, chúng ta sẽ bất chấp. Cái đèn rớt cái độ hung vàng. Rồi má, chỗ này nguy hiểm quá ta. Đây nha, đây là chữ RPG, anh em thấy chưa? Sẽ như thế này đây. Đợi một chút để thầy đi thay đồ một chút rồi thầy sẽ giảng cho các anh em nghe. Để thím nấm cột tóc rồi đây. Đây là cái áo vest đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, một tư cách là một thầy giáo thì phải đầy đủ đồ chơi vô chứ. Thầy giáo là phải cột tóc tai cho nó đàng hoàng. Đây là giang hồ rồi. Tạm thời vậy đi. Fuck yeah. Đẹp trai rồi đấy. Cho tí xíu để thầy lấy cái kính trí thức của thầy cái đã. Rồi, thầy giáo đã quay trở lại đây. Để thầy chỉnh độ sáng cho cái đèn nó sáng hơn chút, cho các em dễ nhìn thấy mặt chữ. Chứ mọi người là chê là chữ tối quá không thấy nữa. Rồi ok, ngày hôm nay thầy đã có thêm sự trợ giúp của Google, sự trợ giúp của một chiếc điện thoại thông minh. Ok, và để có gì thầy sẽ tiện để lấy những cái thông tin để tra cứu ở trên mạng để mà thầy hỗ trợ cho cái bài viết của thầy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ đánh chữ RPG vào trong Google. Và chúng ta sẽ biết được rằng RPG nghĩa là viết viết tắt của chữ gì nha anh em. Chờ thầy một chút, cái điện thoại này này hơi cùi bắp. Cái điện thoại xịn thì thầy đã lấy để quay
quay video cho các em coi bài cho nó rõ rồi. Còn cái điện thoại Cubase này thì nó rất là chậm. Nên các em xin lỗi các em hãy đợi thầy một chút. Nhưng mà thầy sẽ nói đầy đủ. Đây là tập 1 của cái bài giảng này của thầy. Những em nào thích nghe giảng thì hãy lấy vở và lấy tập ra để ghi chép. Còn những em nào mà không thích thì hãy bấm tắt cái video này và đi ra khỏi lớp để cho các bạn khác nghe giảng. Còn nếu các em dám quậy phá ở trong cái bài giảng này của thầy, thầy sẽ lấy tinh tùng, thầy bắn vào mặt tụi em, lấy shit ném vào mặt tụi em, các em hiểu chưa? Còn các bạn nào mà chăm ngoan thì thầy sẽ tuyên dương và sẽ khen thưởng. Vâng, bây giờ thế này nhá. Cái chữ RPG này là viết tắt của cái chữ tiếng Anh là Role Playing Game. Đây. Role nè, thấy không? Playing P T L A Y dài. Còn game có nghĩa là trò chơi. Bây giờ thầy sẽ giải nghĩa từng chữ một nhé. Cái chữ role này á có nghĩa là, nếu dịch ra tiếng Anh có nghĩa là vai trò. Playing nghĩa là chỉ là dạng như là chơi, còn game nghĩa là trò chơi. Thì chúng ta có thể giải thích cái thuật ngữ này, cái thuật ngữ RPG hay còn gọi theo tiếng Việt nghĩa là RPG này có nghĩa là gì. Thì tiếng Việt của nó thì chúng ta có thể và hiểu nghĩa nó, đây gọi là thể loại game nhập vai nha anh em và các học sinh yêu quý của thầy. Đây là thể loại game nhập vai, role playing. Đây, game nhập vai. Đây, cái này có thể hiểu là như thế này. Nó là game nhập vai. Vai. Nhưng mà đây chỉ là mới là giải nghĩa cho anh em hiểu game nhập vai là gì. Còn nhưng mà để nói về cái thể loại game nhập vai này là gì thì thầy sẽ lấy một số ví dụ cho các em dễ hiểu, kể cả game ở trong nước Việt Nam mình, game trong nước Việt Nam và game ở nước ngoài nổi tiếng trên toàn thế giới. Thôi bây giờ thầy sẽ lấy những ví dụ cơ bản như thế này để các em có biết mình có phải là fan cuồng của dòng game nhập vai hay không nhé. Vâng, đây. Nếu như các em nào ở Việt Nam đã từng chơi game online, những tựa game kết nối với mạng, thì như những game như thế này đây, game Võ Lâm Truyền Kỳ, Võ Lâm Truyền Kỳ, thấy chưa? Hay còn gọi là VLTK. Cái chữ VLTK này nếu mà dịch ra tiếng Việt á, viết tắt có nghĩa là vãi lòng thằng khùng. Ok, hiểu vậy đi. VLTK là vãi lòng thằng khùng đó. Vui không anh em? Rồi, tựa game tiếp theo là MU Online. MU á, MU. MU á, MU nha. M chữ U Online. Đây là những game rất là nổi tiếng ở Việt Nam đây. Game ngày xưa. Hoặc là Bristol Tale, nhưng mà thầy quên mất cái chữ đó viết làm sao rồi. Hoặc là Trinh đồ nhá. Trinh đồ. Hoặc là một rất nhiều tựa game kiếm hiệp của Việt Nam mình mà cái dạng là dạng game cày cuốc mà luyện level đó anh em. Rất nhiều game. Hoặc là Cửu Long Tranh Bá nha. Anh em có thấy chữ không? Để mình lại gần cho xem nè. Đây nha. Cửu Long Tranh. Những tựa game này đã từng rất là nổi tiếng một thời anh em. Cửu Long Tranh Bá.
Còn rất nhiều game nữa, nhưng mà vì nó sẽ rất là dài và thầy kể ra hết thì nó rất tốn rất nhiều thời gian của video, nên thầy chỉ lấy ra một số ví dụ mà nó cơ bản và dễ hiểu nhất, chứ còn game online Việt Nam thì kể tới ngày mai cũng không hết anh em, vì những game đó thì nó quá nhiều đi. Nhưng mà thầy sẽ kể thêm cho nó nhiều, cho nó đầy đủ để anh em hiểu hơn thế nào gọi là game RPG. Những cái ví dụ mà thầy đưa ra ở đây nè các em, là những cái danh sách của những dòng game RPG đó anh em. Nhưng mà đây là những game của Việt Nam. Game của Việt Nam, hiểu chưa? Tiếp nha. Cửu Long Tranh Bá. Rồi tiếp theo là Thế Giới Hoàng Mỹ. Thế Giới Hoàng Mỹ. Mấy game này thì đa số anh em có lẽ là đã chơi qua hoặc là đã từng nghe qua. Và nếu như mà các anh em á mà đã từng chơi những con game này thì mình xin chúc mừng các anh em, bởi vì các anh em chính thức là fan cuồng của dòng game RPG hay còn gọi là RPG. Đó đây. Đây là những tựa game này đây: Võ Lâm Truyền Kỳ hoặc gọi là Vãi Lòng Thằng Khùng, MU Online, MU Online, Trinh Đồ, Cửu Long Tranh Bá, Thế Giới Hoàng Mỹ và còn rất nhiều game nữa, nhưng mà vì trí nhớ của thầy là não cá vàng nên thầy không thể nhớ hết được nha. Các em thông cảm là thầy chứ nhiều game lắm mà các em. Nhưng mà để thầy sẽ lấy thêm một số ví dụ nữa. Rồi tí nữa, đây là ở Việt Nam. Tí nữa thầy sẽ lấy những cái ví dụ của những dòng game role playing nổi tiếng ở bên nước ngoài cho các em hiểu. Nhiều lắm. Nhưng mà thầy không thích chơi game online của Việt Nam nên thầy không không thể kể được đầy đủ, chứ các em mà nói tới game nước ngoài mà chơi độ nói với thầy nói tới Tết năm sau luôn được. Vì thầy là một con mọt game chính hiệu luôn. Nên các em đừng có bao giờ tự hào là cái kiến thức về game của các em giỏi hơn thầy, trừ những đàn anh của thầy thì thầy không dám tự tin thôi, chứ các em những học sinh của thầy thì thầy dám đảm bảo với các em là trình độ kiến thức về game các em không bằng thầy đâu. Ok, giảng tiếp đây. Để coi còn con game nào nữa không ta. Bỏ cái điện thoại xuống đây. Cái À đây nữa. Từ game cuối cùng mà thầy muốn lấy ví dụ là game online Việt Nam á. Đây chỉ là ví dụ thôi, chứ thật ra game online mà thuộc thể loại RPG này rất là nhiều. Đó chính là Hiệp Khách Giang Hồ. Ok, Hiệp Khách Giang Hồ. Và bây giờ để xem còn các tập 1 này của thầy sẽ chỉ nói qua về các cái dòng game thôi. Còn tập 2, thầy sẽ giải nghĩa cho các em RPG, RPG có nghĩa là gì. Tập 1 thì chỉ nói về các cái tên nổi tiếng thôi. Game thì nhiều quá mà thầy không chơi game của online Việt Nam các em. Thầy toàn chơi những game của nước ngoài thôi. Hiệp Khách Giang Hồ. Để xem còn game nào nữa không ta. Thôi thì nếu mà thầy sẽ
Ráng nghỉ cỡ 30 giây nữa, nếu mà không còn còn được game nào mà thầy nhớ nữa thì thầy sẽ chuyển sang các dòng game của nước ngoài thuộc thể loại RPG cho các em hiểu. Còn đây tập 1 này thầy chỉ nói về tên game thôi, còn tập 2 sẽ giải nghĩa cho các em hiểu RPG có nghĩa là gì, là thể loại game nó chơi ra làm sao và RPG được chia làm những loại nào. Rất nhiều. Thì có những game sẽ là các em nhớ nè, Võ Lâm Truyền Kỳ, đây là một game rất là nổi tiếng rồi. Cái thời xưa là đa phần là nhà nhà chơi Võ Lâm và người người cày Võ Lâm, trường học Võ Lâm, công sở Võ Lâm, đường xá Võ Lâm. Ngày xưa là thầy thuộc môn phái cái bang các em. Thầy thuộc môn phái ăn xin và thầy thuộc môn phái chơi môn phái Thiên Vương Bang và môn phái Nga Mi các em. Đó là những môn phái mà thầy chơi. Thầy cũng có chơi sơ sơ qua các môn phái như là Ngũ Độc Giáo và rất nhiều môn phái, nhưng mà chỉ chơi sơ sơ. Và những ông bạn của thầy thì chơi Thiên Nhẫn, chơi Võ Đan. Hồi đó thầy với lại các bạn rất là vui, hay thích đi la liếm ngoài quát các cái quán net internet các em. Bây giờ thầy có máy tính ở nhà chơi game với lại đầy đủ quá rồi, thầy cũng không còn thích ra ngoài mấy quán net đó để đụng độ với lại những đứa trẻ trâu nữa. Vì thầy cũng có tuổi rồi, năm nay thầy 25 rồi, đâu còn như ngày xưa nữa. Và thôi bây giờ thầy sẽ lấy cho các em một số ví dụ mà không không phải là game game RPG nha các em. Ví dụ như là game Liên Minh Huyền Thoại. Đây các em nào mà dám nói cái game này á. Liên Minh Huyền Thoại. Hay là Liên Minh Huyền Diệu đó các em. Hay là Dota, Dota 1, Dota 2. Dota 1 và 2. Em nào mà dám nói những tựa game này là game RPG thì thầy sẵn sàng tát thẳng vào mặt các em cho các em gãy hết hàm răng luôn vì cái tội ngu. Đây, Liên Minh Huyền Thoại và Dota không phải là game RPG, mặc dù nó cũng có chơi đi farm lên đồ, đi cày cuốc để cho nhân vật lên level rồi tăng skill, nhưng đây không phải là game RPG mà đây là một thể loại game khác, là thể loại game MOBA. MOBA các em hiểu chưa? MOBA. Đây, game thuộc thể loại MOBA và MOBA này M O B A. MOBA này nó khác với thể loại game RPG. Nên nói chung là các em không thể nói Liên Minh Huyền Diệu và Dota 1 2 là game RPG được, sai hoàn toàn, không điểm về chỗ. Hiểu chưa? Đây là những thể loại game MOBA, nhưng mà hôm nay thầy đang nói về cái chủ đề về game RPG chứ không phải nói về thể loại game MOBA. Nên các em hãy tập trung vào bài giảng và bữa sau rảnh thầy sẽ nói về cái chủ đề game MOBA này sau. Đây, đây ở trên này là ví dụ về những con game online của Việt Nam mình về thể loại RPG. Còn ở dưới này là thể loại game không phải là game, mặc dù nó lai 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 hơi giống thể loại game RPG nhưng mà nó không phải là game RPG. Là đây, các em phải phân biệt rõ ràng các thể loại game ra để mà chúng ta có cái kiến thức về game rõ ràng mạch lạc để còn đi thi đại học nữa các em. Chứ các em không được nhầm lẫn những cái bài này, hãy nhớ cho thật kỹ, hãy lấy giấy bút ra và ghi chép là những gì thầy nói. Rồi, cảm ơn các em. Chúng ta đã qua những cái ví dụ về các cái con game RPG của Việt Nam rồi đó các anh em. Và dưới này là những cái tựa game mà không phải là MOBA, và còn rất nhiều con game mà các em không được hiểu lầm là game game RPG nữa. Bởi vì một số cái dòng game nó lai lai hơi hơi giống với dòng game RPG cày cuốc này, nhưng thật ra nó không phải là game RPG. Rồi, hiểu rồi, rồi để thầy xóa bảng và thầy sẽ qua cái tiếp theo. Những game này là những game online thể loại RPG nổi tiếng của Việt Nam đi các anh em. Rồi, xóa bảng. Lẽ ra là thầy phải có lớp trưởng lên xóa bảng cho thầy á. Rồi. À.
Bây giờ lúc nãy thầy đã lấy những ví dụ của những dòng game RPG ở trong nước. Bây giờ thầy sẽ lấy của RPG của nước ngoài. Nước ngoài. Và những cái dòng game này thì cũng có những anh em cũng đã từng chơi. Đây, nước ngoài. Đây, nước ngoài nhá. Hai chấm. Rồi xuống dòng. Nếu như những anh em nào mà đã là fan cuồng của dòng game RPG, đây thầy sẽ nói cho các em về những game RPG là game đỉnh cao của thế giới. Và khi đã nói tới những cái tên này thì đa phần các em nếu mà đã chơi game thì sẽ biết. Đầu tiên là World of Warcraft. Em các em phải biết tới con game này nếu mà đã là game thủ fan cuồng của RPG. World of Warcraft. World of Warcraft. Ngày xưa cái dòng game World of Warcraft này đã từng là thể loại game RTS, nghĩa là Real Time Strategy. Real Time Strategy nghĩa là dòng game chiến thuật thời gian thực. Nhưng mà sau này thì nó đã tách riêng ra một dòng game RPG, game cày cuốc nhập vai. Đó có nghĩa là game này đây, game World of Warcraft. Còn ngày xưa nó là game chiến thuật thời gian thực, đó là game Warcraft. Các em đã hiểu chưa? World of Warcraft nó khác hoàn toàn nha. World of Warcraft dịch ra tiếng Anh có nghĩa là thế giới của Warcraft. Còn ngày xưa nó chỉ là một game chiến thuật thời gian thực thôi. Nó có 3 bản, đó là Warcraft 1, Warcraft 2 và Warcraft 3. Game này là một game nổi tiếng của hãng Blizzard. Thầy cũng không biết là thầy viết có đúng không, các em thông cảm nhé. Blizzard. Blizzard. Đó. Game này là game hiện nay RPG đang nổi tiếng, toàn bộ thế giới đều chơi nó đây. Đó chính là World of Warcraft. Còn game tiếp theo, game này thì đa phần các anh em game thủ ngày xưa cũng đều chơi. Đó chính là con game Diablo đó. Chúa quỷ Diablo đó. Đây, Diablo. D I A L O. Game này quá là hay, quá là tuyệt vời rồi. Diablo này nó có 3 phần. 1 và 2, 3 hiện tại. Cũng của hãng hãng Blizzard này đây anh em. Hãng Blizzard. Đây, hai con game này nó giống nhau hết nha anh em. Còn bây giờ sẽ là tiếp theo những tựa game tiếp theo đây. Game tiếp theo mà thầy muốn nói tới, đây là những con game thời thượng hiện tại mà đa phần các anh em game thủ nước ngoài đều hay chơi. Đó chính là game The Witcher Wild Hunt phần 3. Và The Witcher thì có 3 phần đây. Dòng game này đây, dòng series game này rất là nổi tiếng. The Witcher có nghĩa là phù thủy. The Witcher này có 3 phần, 1, 2, 3. Game này thì đây là một game được dựa theo một cái tiểu thuyết của một ông nhà văn người Ba Lan. Và nhờ cái cuốn tiểu thuyết đó mà ông này đã sáng tạo ra cái thế giới The Witcher. Nhưng mà rất buồn cho ông ta, mặc dù ông ta là nhà văn, lẽ ra ngày xưa ông ta nên bán cái tiểu thuyết của mình với giá cao hơn, để sau này khi mà nhà làm game họ làm ăn thành công thì ông ta được hưởng lợi nhiều. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng cái tác phẩm The Witcher này được lấy từ trong truyện ra thì nó lại quá nổi tiếng, và ông ta đã bán với một cái giá rất là hời. Sau này khi mà ông ta phát hiện ra con game này bán chạy như là tôm tươi thì ông ta đã hối hận. Nhưng mà hối hận thì cũng đã muộn rồi. Đó là một bài học cho anh em, đừng bao giờ bán rẻ bản thân của mình. Chúng ta là những con người vô giá, như mình đáng giá cả hàng tỷ triệu triệu đô la. Đây, The Witcher 1, 2, 3. Một tựa game rất là nổi tiếng của hãng. Chờ thầy dốc thầy lấy Google ra cha.
Tại vì bây giờ lớp học của thầy nó còn hơi sơ sài, chứ sau này thầy giảng bài thì thầy sẽ làm ra cả một giáo trình luôn các em. Bây giờ cứ giảng tạm trên bảng này ra. Tại vì thôi kệ nó đi. Còn rất nhiều con game nữa nhưng mà game này là của hãng CD Projekt Red. Đây, các em hãy lấy vở ra và ghi chép đây này. CD CD Project PR chữ Pro Z E KT. Còn chữ Red có nghĩa là màu đỏ. Đây, tên hãng đây. Red. Rồi. Còn tiếp theo là một con game cũng khá, cũng cực kỳ là nổi tiếng. Và đa phần những anh em dòng game RPG thì đều biết. Mà thật ra nếu mà muốn nói về dòng game RPG này, nói tới qua tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 cũng chưa hết nữa. Bởi vì nó quá nhiều, vô tận, một thư viện khổng lồ. Các em nên biết như vậy. Đây, chính là Fallout, con game tiếp theo mà thầy muốn nói tới. Con game này phải nói quá nổi tiếng rồi. Fallout. Đây là một game nói về đề tài hậu tận thế, khi mà chính phủ các nước đã sử dụng vũ khí hạt nhân gây ra thảm họa và biến cả thế giới nhân loại trở về thời kỳ đồ đá, sống rất là cực khổ, và chúng ta phải sống ở dưới những cái hầm trú ẩn, có nghĩa là những cái hầm hầm vault. Và câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, nên thầy chỉ nói sơ sơ, chứ còn nói về game này thì nói tới Tết. Fallout nhá. Fallout gồm có, hiện tại bây giờ là có 4 phần. Đó là phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. Đó là những bản đang được phát hành hiện tại, các em coi nhá. Phần 1, 2, 3, 4 của Fallout. Con game này là những, đây là những game nổi tiếng rồi. Thầy nói những cái tên mà nó nổi tiếng để các em dễ, các bạn, các em, các huynh đệ dễ, và các tỷ muội nữa dễ để mà biết. Đây, Fallout 1, 2, 3, 4. Tiếp theo nha. Tiếp theo thì game thì nhiều lắm, thầy kể tới Tết các em à. Một dòng game tiếp theo mà các em nên biết đó là dòng game Dragon Age. Đây là game Fallout này à, thầy phải nói cái hãng này chứ. Cái hãng mà làm ra cái game Fallout này là hãng Bethesda. Vâng. Và hãng Bethesda này là một hãng chuyên làm những cái dòng game RPG này đây các em. Nên thầy sẽ nói thêm những con game của hãng Bethesda này về dòng game RPG, tại vì cái bài này là chỉ nói sơ sơ cho các em hiểu về các cái dòng game RPG thôi. Con game tiếp theo của hãng Bethesda đó là con game The Elder Scrolls. The Elder Scrolls. Chờ thầy chút để thầy thầy tra từ điển nhá. Ngoan ngoan thì thầy thương, chứ còn làm thầy bực mình thì các em xác định đi. The Elder Scrolls đây. The Elder The Elder Scrolls này hiện tại đã ra được tới 5 phần. 5 phần. 5 phần, thầy sẽ kể cho các em nghe về thông tin về 5 phần game đó.
À, cái mạng chậm quá. Các em chịu khó đợi thầy một chút nha. Thầy không nhớ sơ sơ nhưng mà nó đã ra được 5 phần rồi. Và các cái phần mà hay nhất á thì gồm có theo thầy đã làm nên tên tuổi của The Elder Scrolls, đó là bản 3. Phần thứ 3 có tên là Morrowind, Morrowind. Phần tiếp theo đây chị Morrowind, các em thấy không, đó là bản Oblivion, Oblivion đó là bản 4. Oblivion, Oblivion bản 4 và bản mà nổi tiếng nhất hiện tại và đa phần các game thủ đều chơi đó chính là bản 5, bản Skyrim, đó là bản mình đi làm một chiến binh, là một dũng sĩ đi diệt rồng á, rất là hay. Skyrim, ok, Skyrim đây là ba bản mà nổi tiếng nhất mà các em nên biết tới và nên chơi qua. Còn những ai đã chơi qua rồi thì xin chúc mừng, các bạn chính là fan cuồng của dòng game RPG. Ngoài ra còn rất nhiều con game RPG rất nổi tiếng ở trên thế giới mà chúng ta sẽ có thể kể tới, ví dụ như là game, dòng game Dragon Age, Dragon Age có nghĩa là thời đại rồng á. Dragon là con rồng nha. Dragon Age. Yes, tuổi rồng ra tuổi rồng hoặc là gì đó. Dragon Age thì có cái bản Origins, Origin. Và bản mới nhất gần đây đó chính là bản mới rất là đi quên tên mẹ rồi ta. À nhớ rồi, bản Dragon Age tiếp theo mới nhất ở đây nè là bản Inquisition. Inquisition. Bản này là một trong những bản rất là thành công đây. Và những cái dòng Dragon Age là do hãng BioWare,